Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 1 giờ của mình á. Thì hôm nay thì mình sẽ review lại cái con app mà 92 Lottery này ha. Thì những bạn nào mà các bạn chơi á, các bạn không có vốn á, các bạn cũng có thể kiếm tiền ha, là bằng cách là các bạn có thể giới thiệu người ta chơi ha. Thì đầu tiên thì bạn phải biết biết cách là đăng ký ha trên cái con app này ha. Thì đường link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần video mô tả để các bạn đăng ký ha. Thì cái cách đăng ký cũng khá là đơn giản ha. Thì bạn chỉ nhờ cần nhập cái số điện thoại của bạn, nhập mật khẩu ha. Sau đó nhập cái mã giới thiệu ha của mình vào. Và các bạn sẽ đăng ký được thôi ha. Rồi, thì sau khi mà bạn đăng ký tài khoản thành công thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này ha. Thì ở đây nó sẽ cho bạn những cái trò chơi ha, trong này ha, dự đoán màu màu xanh hoặc màu đỏ ha, hoặc là những cái trò 5D Lotte nè, hoặc là K3 Lotte nè, trò slot nè, slot là trò game ha. Đây là một trong những cái trò ha, cá cược ha. Thì mình nghĩ thì nếu mà các bạn không có vốn thì các bạn không có nên nạp tiền vào đây để chơi ha. Rồi thì khi mà bạn đăng ký ha, tài khoản trên cái con app này á, bạn nào mà chưa biết chơi á thì có thể vào phần tôi nè. À, thì ở đây nó sẽ có cái phần là hướng dẫn cho người chơi bắt đầu nè. Thì bạn bấm vào ha. Thì trong này nó hướng dẫn cho các bạn cách chơi ha. Ha. Rồi, cái cách mà bạn nạp tiền hoặc là rút tiền như thế nào nè, đặt cược ha như thế nào ha, thì các bạn có thể vào đây, các bạn có thể tham khảo ha. Rồi thì khi mà bạn đăng ký một cái tài khoản á, trên đây á thì nó sẽ có một cái đường link ha để các bạn đi giới thiệu ha. Thì bạn sẽ vào cho mình cái mục là tiếp thị nè. Thì ở đây nó sẽ có một đường link giới thiệu ha của các bạn ha. Thì bạn sẽ copy cái đường link giới thiệu này ha, kèm theo cái mã giới thiệu của mình ha. Thì bạn có thể chia sẻ ha cái đường link giới thiệu này để chia sẻ lên những cái nhóm như là nhóm Zalo hoặc là Facebook ha, kiếm tiền online ha, để bạn mời người khác chơi ha. Họ nạp tiền vào đây để chơi á thì bạn cũng sẽ nhận được cái hoa hồng ha. Để mà kiếm tiền hiệu quả thì bạn khoan là gửi cái đường link này chia sẻ trực tiếp cho họ, mà bí quyết là bạn phải cần phải lên những cái nhóm kiếm tiền online như Zalo, Facebook rồi đó. Thì bạn bạn đăng một cái bài status ha, thì nói là ví dụ như là mình cần tìm app kiếm tiền uy tín ha, thì sẽ có nhiều người á, hiện tại họ vào cái bài viết của bạn để mà người ta comment ha. Thì sau khi mà người ta comment thì khoảng vài ngày sau á, thì bạn vào cái bài viết của bạn ha, bạn chỉnh sửa lại ha cái nội dung của mình, thì cái bài viết của bạn sẽ lên top ha. Khi đó những cái người mà người ta xem cái bài viết của bạn, người ta comment cho bạn, rồi bạn hướng dẫn cho người ta cái cách chơi hoặc là cách đăng ký như thế nào ha. Rồi thì khi bạn mở cái trò Win Go trên cái app 92 Lottery này ha, thì nó sẽ cho bạn kỳ sổ nè, 1 phút nè, 3 phút nè, 5 phút nè, 10 phút nè ha. Thì tương ứng với cái số phút á, là nó sẽ có một cái kỳ sổ ha. Thì hết cái số phút này thì cái kỳ nó sẽ sổ ha, nó sổ lớn nhỏ hoặc là màu xanh hoặc là màu đỏ ha. Thì khi mà bạn cược, nếu mà bạn nó ra cái mà bạn bạn cược á thì bạn phải trúng ha, còn không thì bạn sẽ thua ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn cách chơi thôi ha. Thì để chơi thì các bạn bấm cho mình cái phần là chọn màu nè ha. Ví dụ như mình chọn màu xanh á, thì nó ra cái số tiền cược à, 1.000, 10.000, 100.000 hoặc là 1 triệu ha.
Sau đó bạn cược cái số lượng ha, bao nhiêu thì bạn bấm số cộng nè, thì nó sẽ nhân đôi cái tiền cược lên ha. Thì sau khi mà bạn bạn cược xong thì nó có ghi cái phần tổng số tiền cược ở dưới này ha, sẵn bạn bấm vào ha để bạn bạn cược ha. Hoặc bạn chọn màu đỏ thì nó cũng tương tự ha. Còn nếu mà bạn chọn lớn nhỏ thì nó cũng vậy ha. Các bạn chơi á thì các bạn phải có cái nhóm ha, để nó có thể hỗ trợ cho bạn ha. Thì mình sẽ để cái đường link ha, nhóm Telegram ha, nhóm kéo ở dưới rồi các bạn vào đó.